Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hoàn lưu suy yếu từ bão số 3, nên trong ngày hôm nay ở tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng mưa lớn còn mở rộng lên cả khu vực vùng núi phía Bắc và cả khu Tây Bắc. Khu vực này có khả năng có mưa to đến rất to và dông. Do còn duy trì mưa nên nhiệt độ trong ngày cũng không quá cao, nhiệt độ chỉ tăng lên ngưỡng là từ 28 cho đến 31 độ. Người dân các khu vực trên cần phải tiếp tục đề phòng lũ lên trên các sông suối. Trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông như sau. Thượng lưu sông Hồng, sông Thái Bình là từ 2 cho đến 4 mét, sông Hoàng Long là từ 1 đến 2 mét và các sông ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An là từ 3 cho đến 5 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long, sông Thao, sông Lô và các sông Thanh Hóa, Nghệ An lên mức là báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như là Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh như là ở Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các khu vực khác thuộc Trung và Nam Trung Bộ thuộc rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới này thì mưa sẽ xảy ra ít hơn, mưa rào chỉ còn xảy ra cục bộ vào chiều tối. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là 31 đến 34 độ. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay do tác động của gió Tây Nam nên khu vực vẫn xảy ra mưa dông ở diện nhiều nơi, đặc biệt là tại các tỉnh ở phần phía Nam của Tây Nguyên và ở tại khu vực Nam Bộ thì có nơi vẫn xảy ra mưa vừa mưa to. Lưu ý tại các tỉnh ven biển khu vực Nam Bộ trong cơn mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và 31 đến 33 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể trên các đô thị lớn. Ở tại thủ đô Hà Nội, thời tiết hôm nay trời vẫn nhiều mây và có lúc có mưa. Những cơn mưa rào sẽ xảy ra đan xen trong ngày. Vì vậy nên nhiệt độ không quá cao, nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng là từ 28 cho đến 30 độ. Như vậy là những cơn mưa rào sẽ phần nào giảm tầm nhìn và làm đường trơn trượt. Quý vị khi lưu thông nên đặc biệt lưu ý, chú ý hạn chế tốc độ, cảnh giác đường trơn trượt để tránh các va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Ở tại thành phố Hải Phòng thì trời vẫn tiếp tục duy trì mưa. Mưa cũng xảy ra đan xen trong ngày, nên nhiệt độ trong ngày cũng chỉ ở dưới mức 30 độ, nên nhiệt độ thấp nhất ở khoảng là 25 độ, độ ẩm trong ngày từ 85 cho đến 97%. Với kiểu thời tiết có mưa, độ ẩm cao thì rất dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp và truyền nhiễm. Vì vậy, quý vị nên lưu ý đến việc vệ sinh nhà cửa, khơi thông cống rãnh để tránh tình trạng nước úng ngập sau những ngày mưa nhiều. Đến với thành phố Vinh, mưa nhiều ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây. Và sang đến ngày hôm nay, trời vẫn còn duy trì mưa, tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm hơn so với những ngày trước. Trong ngày có lúc trời ngớt mưa, tạo điều kiện cho người dân khắc phục hậu quả sau những ngày mưa nhiều. Còn về nền nhiệt độ thì cũng không quá biến động, cao nhất ngày phổ biến ở mức là 29 cho đến 30 độ, còn thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống còn 25 độ, độ ẩm trong ngày từ 85 cho đến 95%. Tại thành phố ven biển miền Trung Đà Nẵng, trong ngày hôm nay tại thành phố này vào ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất là khoảng 32-33 độ. Đến chiều tối thì mưa rào có thể xảy ra nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Thời tiết cũng khá thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động hàng không ở tại sân bay Đà Nẵng. Đến với thành phố cao nguyên Đà Lạt, trong ngày hôm nay ở tại thành phố này vào chiều tối, mưa được dự báo vẫn xảy ra. Còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa khoảng 23 cho đến 24 độ. Như vậy là trong những ngày tới ở tại khu vực Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng thì mưa vẫn còn duy trì vào chiều tối. Bà con nơi đây cần phải lưu ý đến việc điều tiết nước cho cây trồng để tránh giảm năng suất do điều kiện thời tiết. Đồng thời nếu có kế hoạch du lịch đến đây, du khách cũng nên lưu ý để có lịch trình tham quan phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay nắng vẫn xảy ra gián đoạn trong ngày. Tiết trời khá mát mẻ với nhiệt độ ban trưa là khoảng 32 độ. Đến chiều tối thì mưa rào và dông vẫn xảy ra và trong cơn mưa dông thường kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Do vậy khi có mưa dông lớn, quý vị nên tìm nơi trú tránh an toàn, không nên lưu thông ngoài trời hay là trú tránh dưới gốc cây, sử dụng thiết bị di động để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.